ông chính bắt đầu chống đỡ không nổi nhưng vẫn cố gắng thoát thân có một điều kỳ lạ là ba cao thủ này là ai mà võ nghệ cao cường nên đều chặn được tất cả các đường lui không cho ông có cơ hội thoát ra ngoài ba mũi phi tiêu lao đến nhanh như xé gió căn súng vào hai tay làm ông vô cùng đau đớn trong lúc ông đang bị trọng thương thì như một tia chớp một người mặc áo đen phi thân nhanh như gió đã lao đến điểm huyệt làm ông chính chỉ còn đứng đơ người chịu chói Hai hàng nước mắt bỗng chảy dài Khi ông nhận ra Người vừa điểm huyệt chính là sư phụ của mình Và người thứ hai không ai khác Chính là đại sư huynh Huỳnh Lê Còn một người nữa Thì ông không biết Màn đêm vẫn lặng lẽ trôi Những con người lao động trong phủ Vẫn ngủ ngon Sau một ngày làm việc mệt nhọc Không ai biết rằng Một cuộc chiến một mất một còn vừa diễn ra Ngay trong đêm Chiếc xe đưa ông chính và mọi người quay trở về Bình Định Nơi mà từ đó ông được dạy dỗ luyện tập Để trở thành một võ sư tài giỏi, giúp đời Nhưng với con người tả xâm, tham lam và ích kỷ như ông chính Thì không bao giờ thay đổi Ông không còn xứng đáng với một người con nhà võ Ông phải chịu kỷ luật xứng đáng Sau khi xe rời khỏi phủ trở về Bình Định ngay trong đêm Bà Dung suy nghĩ rất nhiều Bây giờ cuộc chiến trong phủ vẫn còn đang rất cam go Nhưng trước mắt Phải tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật ngon Mới sáng sớm Bà Hạnh đã nhanh chóng rời khỏi phủ Để đi gặp ông chính Nhưng khi bà ta vừa ra đến cổng Thì thấy bà Dung cùng với Bảo Hân Đang đứng chờ sẵn Bà ngạc nhiên Bực mình à Mới sáng sớm đã có người ám trước cửa rồi Bà Dung cười không trả lời Mà quay sang hỏi Bảo Hân Ủa Đêm qua hình như trong phủ có đánh nhau Nghe nói bắt được kẻ gian rồi Đỡ quá Hẹn chi con thấy máu quái trời Nghe nói ông ta bị thương nặng lắm Dì cũng đoán như vậy Chắc là bị thương nặng lắm Ác giả ác báo mà Sống ác thì gặp ác là đúng rồi Còn thấy những người ăn ở ác đức ấy Trước sau gì cũng sẽ bị trừng trị thôi Thôi hay gì cháu mình và ăn sáng nhỉ Con đó lắm rồi nè Trước khi rời đi Bà Dung còn ngoảnh lại liếc xéo về phía bà Hạnh Rồi đi vào Bà Hạnh chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ Hai người đang nói gì vậy Có bao giờ đêm qua ông chính vào phủ không Nếu đúng như bà ta nói Thì đúng là ông ấy rồi Ông đã bị trọng thương Tại sao lại bị bắt chứ Khi hai người đi khuất Bà Hạnh vội vàng đi đến phía sau phủ Nơi mà trước đây bà thấy có vết máu trên tường Bà rụng rời khi thấy mọi người Đang chỉ những vết máu bắn tung tué khi thấy những vết máu kéo dài Từ ngoài vào đến phòng của Trọng Hưng Thì bà run rẩy không đi nổi nữa Trời ơi Đúng là máu của ông chính Chứ không phải là ai Con gái vừa mất tích chưa biết sống chết thế nào Bây giờ lại đến ông ấy Bà chết lặng trong phòng Hai tay ôm lấy ngực Cố gắng ngăn dòng nước mắt Để trở về phòng mà không muốn cho mọi người biết Nghe tiếng ồn ào bên trong phủ Ông xỉu đi ra ngoài Thì thấy bà Hạnh đang ôm ngực từ ngoài đi vào liền hỏi Bà làm cái gì vậy? Là gây chuyện gì rồi? Một người mẹ như bà thật là hết thuốc chữa Con gái còn chưa biết sống chết thế nào Mà mẹ thì vẫn rừng dưng Nhưng không có chuyện gì xảy ra Đang cố gắng gồng mình lên Để không phải khóc trước mặt mọi người Nay nghe tiếng ông chồng cứ ra giả bên tai Làm bà ta như hóa điên Ông im đi dùng tôi Ông ăn ở như vậy Hèn chi tuyệt tổ tuyệt tông cũng đáng đời Bị vợ nguyền rủa ông xỉu vội xông đến định đánh nhưng bà hạnh đã bị một lần rồi nên không dễ dàng bị ông đánh lần thứ hai bà vội xoay người né sang một bên làm ông xỉu mất đà tay sấp mặt xuống đất máu mũi máu mồm lênh láng tiếng chửi nhau tiếng khóc cùng tiếng hét thất thanh của hai ông bà làm cho cái phủ này một ân náo loạn lại càng thêm bất ổn nắng đã lên những tia nắng mới buổi sáng nhưng đã gay gắt Làm ai cũng khó chịu cảnh vật cũng như tâm trạng của con người nơi đây Muốn chưa được bình yên nhìn ông xỉu dằn vặt đau khổ vì thương con gái làm bảo hân ái náy cô thắc mắc tại sao chuyện đến nước này rồi mà dì dung không nói trông ta biết bị ngọc không phải là con ruột của ông ta còn một chuyện mà cô không khỏi thắc mắc là cái từ hôm đó tới nay không thấy anh hoạt đâu chẳng lẽ hôm đó anh theo xe cùng ông huỳnh lê về bình định sao nếu đúng như vậy sao anh lại không chào cô lấy một lời chứ Sáng nay sau khi ăn sáng xong Thấy Bảo Hân cứ nhìn mình như có điều gì muốn nói Dì Dung lên tiếng Con muốn nói gì thì cứ nói đi Con muốn được về Bình Định chăm mẹ Để dì chị hai trở về phủ Dì Dung chưa vội trả lời câu hỏi của cô Mà từ từ nói Dì đang muốn nhờ con một việc Việc gì ạ? À? Thấy bà Dung ghé tay Bảo Hân thì thầm Không biết hai người nói chuyện gì mà chỉ thấy bảo hân hai mắt mở to ngạc nhiên gật đầu đồng ý ăn xong thì hai người rời khỏi phủ ngay sau đó khoảng hai tiếng sau thì bà dung trở về một mình với nét mặt đam chiêu lo lắng trong khi đó bà hạnh cứ như con thú điên cứ suốt ngày gào khóc gọi tên con rồi trong cơn mê sảng bà ta gọi luôn tên ông chính làm ai cũng ngạc nhiên lúc đầu thì không ai thèm để ý nhưng nhịn mãi không nổi thì trọng hưng cũng phải lên tiếng Mẹ bị sao thế hả Cứ suốt ngày gào khóc thế này Ai mà chịu nổi Mẹ phải để cho người khác sống với chứ Đang khóc Nhưng khi nhìn thấy Trọng Hưng Thì bà ta bỗng im bặt Bà nghĩ nguyên nhân ông chính và con gái bà Lâm Nạn Cũng là do tự cậu Hưng mà ra Nếu cậu ta không quyến rũ con Ngọc Thì đêm hôm đó Nó xuống phòng cậu ta để làm gì Chắc cậu Hưng hứa hẹn gì với nó Nên con Ngọc mới đến phòng và bị ông chính bắt đi Cũng tại thẳng Hưng nên ông chính mới phải ra tay Để dành tài sản của nhà họ Lê cho con gái Rồi cũng bị thương Không biết cha con ông ta ra sao Cứ nhìn thẳng Hưng Là bà lại cảm thấy tức Đã thấy hắn lại còn gặp và lên giọng với bà Thì bà cũng cho hắn biết tay Bà giết lên Mày im đi, không có mẹ con gì hết Chính mày đã hại con gái của tao Tao phải lấy mạng của mày Miệng nói Bà tật tiến sát lại trọng Hưng như muốn ăn tươi nuốt sống anh Hưng vẫn đứng im cho tới khi bà ta đến gần Thì anh nói Bà vừa nói cái gì thì hãy nhớ lấy Tôi gọi bà là mẹ Là vì tôi vẫn còn tôn trọng bà Nhưng bây giờ bà đã tuyệt tình mẹ con với tôi Tôi cũng vui vẻ chấp nhận Tưởng bà ta im lặng Nhưng không ngờ bà ta vẫn không ngừng giết lên Đúng Mẹ con gì cái loại như mày Từ nay mày cũng được xuất hiện trước mặt của tao nữa Tiếng của bà Dung cất lên phía sau Làm cả hai người giật mình Bà đã nói như vậy Thì chúng ta cũng nên dứt điểm ở đây Yêu cầu bà bàn sao tất cả giấy tờ Cùng số tiền mà bà đã thu mấy chục năm nay cho cậu chủ Bắt đầu từ ngày mai Thì cậu chủ Trọng Hưng sẽ phụ trách việc này Bạn cũng không vừa Quay về phía bà Dung Quắc mắt lên giận dữ Bà vừa nói cái gì Bà là ai chứ Bà chẳng qua cũng là một mụ mộ quản gia già không hơn không kém Thì có quyền gì mà lên tiếng ở đây Tôi là ai Sau này bà cũng sẽ biết nhưng tôi nhận ủy quyền từ bà chủ Bảo vệ cho cậu Hưng Bất kỳ một kẻ nào đụng đến cậu ấy Thì cũng phải bước qua xác của tôi Bà Hạnh cười mỉa mai <cười> Cậu chủ mà không bằng ông chủ Chồng tôi còn sống sờ sờ ra đấy Mà mới không nhìn thấy hay sao Chẳng cần phải nói dài dòng mà làm gì Tất cả tài sản ở cái phủ này Chồng tôi là người sở hữu Nói xong Bà ta bắt đầu quay về phía phòng ông xỉu mà la làng Thấy thế cậu Hưng định lên tiếng nhưng bà Dung do tay ngăn lại Ông Diệu thấy ồn ào bên ngoài Nên mở cửa đi ra Nhìn thấy bà Dung cùng với Trọng Hưng Đang đứng bên cạnh vợ mình Hai người im lặng Còn bà Hạnh thì to mồm gào khóc Vừa nhìn thấy chồng Thì bà ta tiến lại gần tỏ ra oan ức Tình hình nhà mình chết đến nơi rồi Mà ông còn ngủ được hay sao Có chuyện gì Bà ta cướp tiền thu lợi tức từ hoa mọc của gia đình mình Từ bây giờ chết đói rồi ông ơi Mang tiếng là con sai Bông có được hưởng cái gì đâu Một mảnh giấy đất đai cũng không có Chỉ có duy nhất được mấy cái đồng bạc lẻ Bây giờ cũng bị thu lại Con gái thì không biết sống chết ra sao Sợ tôi với ông sẽ sống sao đây Ôi Ngọc ơi về mà xem Tôi đang ức hiếp mẹ đây này Bà ta cứ bủ lu bủ loa mà kể lể Than ngắn thở dài Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai nói gì Kể cả ông xỉu Thì một hồi sau bà ta im bặt Mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống ở đối diện Lát sau bà Dung lên tiếng Bà đúng là vừa ăn cướp vừa la làng Bà nói cậu chủ là ăn cướp Thân cướp cái gì Chẳng lẽ ăn cướp chính tài sản của mình sao Tôi chỉ thừa lệnh bà chủ Yêu cầu bà bàn giao toàn bộ giấy tờ và tiền bạc liên quan đến lợi tức Hoa màu của cậu Hưng Và đó là tài sản của gia đình nhà họ Lê Khi cậu chủ còn nhỏ Thì tạm thời để bà làm công việc này Nhưng bây giờ cậu chủ đã trưởng thành Thì yêu cầu bà bàn giao lại Nghe bà Dung nói như vậy Nhưng không thấy ông xỉu nói gì thì bà ta tiến lại túm áo chồng mà hét lên Ông Tại sao ông lại ngồi im khi chứng kiến người ta đang bắt nạt vợ mình chứ Bà có im đi không Tôi cũng hết chịu nổi bà rồi Ông xỉu nói với vợ xong Thì quay sang bà Dung nói Khi mẹ chết Vì tôi đang bệnh nên không biết mẹ đã dặn dò những gì với bà Cũng cảm ơn bà đã hết lòng Với gia đình nhà họ Lê tôi Nhưng nay con trai tôi đã lớn rồi Thì bà cũng nên công khai bản giao lại Cho cháu nó quản lý còn việc thu tiền hoa lợi Thì bà cũng không nên can thiệp vào Bởi vì từ khi còn sống Mẹ tôi đã giao việc này cho vợ tôi làm Bà Dung chỉ biết lắc đầu Thật tình là bà chỉ muốn trừng trị bà Hạnh Bởi cái thói chua ngoa đánh đá Chứ không muốn động đến ông xỉu Nhưng không ngờ ông xỉu Cũng nghe lời vợ mà nói như vậy Nhân tiện có cậu chủ hương ở đây Bà cũng thẳng thừng nói ra luôn Ông vừa nói khi còn sống Bà chủ có giao lại việc thu tiền hoa lợi cho bà ta Vậy có gì làm bằng chứng không? Tôi thấy mẹ không nói gì Có nghĩa là mẹ đồng ý Hơn nữa mọi việc trong phủ Có bao giờ phải viết giấy tờ gì đâu Ông không có nhưng tôi thì có đấy Bà chủ đã viết tất cả tâm nguyện Và cho tôi chăm sóc cậu chủ Đến khi cậu trưởng thành Tôi nghĩ ông cũng không nên can thiệp vào chuyện này Cậu chủ trọng hưng Vẫn chọn tình nghĩa với ông thế ông xỉu ngồi im có vẻ xuôi tay bà hạnh hốt hoảng kéo tay của chồng không được đó là cuộc sống của gia đình mình ông thử nghĩ xem tương lai của con gái khi nói trở về thì có gì chứ rồi tuổi già của tôi và ông thì sao đây không thèm bận tâm về câu nói của bà hạnh bà dung nói tiếp chắc ông chưa quên lời của thầy lang rằng ông bị quay bị nên không có con ông xỉu tái mặt ấp úng vậy con ngọc thì sao chẳng lẽ Đúng kinh Ngọc không phải là con ông Mà dù đau lòng nhưng trước sau Ông cũng phải biết sự thật Bà ấy nghe thế vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu Vừa lao về phía bà Dung vừa gào thét Mày nói cái gì Bây giờ nói với chồng tao như thế sao Mà nói chồng tao không có con Vậy thằng Hưng ở đây là con ai Con ai hả Tình huống có chút bất ngờ Là mọi người giật mình Chính Trọng Hưng cũng nghĩ rằng Bích Ngọc không phải là em gái của mình Mà là con của ông Sáu Chính và bà Hạnh nhưng còn ông xỉu thì chính là cha ruột của mình, còn mẹ anh là bà hạnh hay một người nào đó. Thành cũng định một lúc nào đó hỏi bà dung cho rõ nguồn cội của mình. nhưng bây giờ chính tay anh lại nghe từ miệng của bà dung nói rằng ông xỉu không có con do bị bệnh quay bị từ nhỏ. vậy thì anh là con của ai chứ? thấy mọi người im lặng, nghĩ mình đã thắng nên bà hạnh quay về phía bà dung tiếp tục tấn công. cầm hết rồi phải không? tất cả mọi chuyện. Nguyên do dẫn đến mâu thuẫn cũng từ mày mà ra Mày nghĩ mình là người được bà chủ tin tưởng Mà lên mặt làm càn hay sao Mày không khôn hồn Mà lo đến một lúc nào đó giả đi Không còn làm việc được nữa Chúng ta sẽ ném mày ra đường Chẳng khác nào cái giải sách hay sao Không ngờ bà vừa nói tới đó Thì bà dung thẳng tay tát thật mạnh vào mặt Hai mắt đỏ vằn đầy thù hận Miệng giết lên từng câu Cái mình ném ra đường chính là mày đấy không cần phải chờ đến Già mà ngay bây giờ mày cút ra khỏi phủ ngay Đừng không đừng trách tao độc ác Thì thái độ của bà Dung vô cùng giận dữ Thì không phải chỉ riêng bà Hạnh Mà cả ông Sỉu và Trọng Hưng cũng hoảng sợ Vội vàng can ngăn Thôi hãy bình tĩnh Dù sao cũng là người nhà Nghe ông Siểu nói như vậy Đang sẵn cơn tức giận Nên bà Dung chỉ thẳng mặt ông mà quát Cũng chính vì ông nhu nhược Bà ta mới lên mặt như vậy Tôi cũng chỉ vì lời hứa của bà chủ Mà chịu đựng suốt mấy chục năm trời Chờ cậu chủ khôn lớn Nhưng lúc này thì nhất định tôi không bỏ qua Tôi đó lại một lần nữa Yêu cầu bà bàn giao toàn bộ công việc Cho cậu chủ Rồi mời bà nhanh chóng ra khỏi phủ đi Tiền sát nhân 69 đang chờ đón bà về hầu hạ Những năm tháng cuối đời Khi hắn đã bị phế võ công Và tàn phế suốt đời Bà Hạnh không còn đủ sức Để nghe hết những lời bà Dung vừa nói Hai tay của bà ù đi Hai mắt trợn ngược vì quá bất ngờ Khuôn mặt trắng bệch như xác chết Miệng bà lắp bắp Bà... bà vừa nói cái gì? Sao mới lại bị phế bỏ công chứ? Tại sao lại tàn phế? Tôi không tin, bà nói dối Bà Hạnh vừa khóc vừa định đứng dậy bỏ đi Nhưng bà Dung đã đứng chặn ngay trước mặt Lạnh lùng dằn từng tiếng Đứng lại Bà giải thích cho chồng biết Ông Sáu Chính là ai Ông ta đã khai ra cô Ngọc là con ruột của mình với bà Hạnh Bà đã có thai với ông ta Nhưng lợi dụng sự u mê tin người của ông Sỉu Mà nói rằng cái thai đó là con cháu nhỏ Lê Nhằm chiếm đoạt tài sản Cũng vì hiền lành và có phần nhu nhược Mà ông Sỉu đã nuôi con tu hú suốt mấy chục năm qua Tránh ra Mọi người tránh ra Tao giết chết chúng mày Bà Hạnh như hóa điên Tóc tai rũ rượi Cứ thế chân trần bỏ chạy ra ngoài đường Miệng cười ha hả như một con mụ điên còn bên trong phủ Ông xỉu ngồi chết lặng không thể hé răng được nửa lời Trời ơi Hòa sông đã bị hai mẹ con bà ta lừa suốt mấy chục năm Mẹ ông biết được sự thật Nên mới không đồng ý Nhưng ông cãi lại lời mẹ Và cương quyết giúp bà ta về phủ Cũng từ việc mẹ phản đối Việc ông lấy bà ta ông đã hận mẹ ngay cả khi bà qua đời Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và cay đắng Giờ đây Ông cô độc một mình Không vợ không con Sống rai lắt ở trong phủ những năm tháng còn lại thì khổ nhục còn hơn chết hai hàng nước mắt chảy ra từ khi nào ông câm nín từ đó mà không hé răng nói nổi một lời trọng hưng bỗng tự tử đứng dậy anh bước từng bước chân nặng nề về phía ông xỉu hai người đàn ông một già một trẻ ôm chầm lấy nhau và câu hỏi mà anh chưa được giải đáp vậy anh là con của ai ôm thân hình gầy yếu đang run rẩy của ông xỉu trong vòng tay mà Trọng Hưng xúc động Anh nguyện với lòng của mình Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Thì người đàn ông này vẫn là cha của anh Anh như muốn chuyển hơi ấm Cũng như tiếp thêm năng lượng Mong ông khỏe lên để sống với con Gái tay ông anh thì thầm Ba đừng buồn Bên cạnh ba còn có con mà Ông xỉu khóc nấc Con Ngọc Em Ngọc sẽ được cứu Ba đừng quá lo lắng Bà ta lửa ba suốt mấy chục năm rồi Bây giờ con hối hận cũng muộn rồi con ơi ba đừng nghĩ ngợi gì cả tất cả đã là quá khứ rồi con chỉ mong ba có sức khỏe là tốt rồi nghe con nói vậy biết trọng hưng là đứa con có hiếu nhưng làm sao mà ông xiều có thể quên ngay được khi mấy chục năm trời cho dù không tình thì cũng còn nghĩa với một gia đình có đầy đủ vợ chồng và con gái giờ đây như một giấc mơ bong bóng dở phòng tan vỡ đi tất cả ông bỗng nhiên trở thành người đàn ông không vợ không con thì cuộc đời này còn là nghĩ lĩa gì nữa Hai chân trần chạy như điên loạn xây bên ngoài Đến khi không còn chạy được nữa Thì bà Hạnh ngồi bệt xuống mảng cỏ bên đường Vừa mệt vừa đói Lúc này bà mới thấm thía nỗi đau Của người đàn bà bị bỏ rơi Vì đã phản bội người chồng hiền lành Và cuộc sống đầy đủ Để chạy theo người đàn ông đa tình và độc đoán Ông ta cho bà thỏa mãn dục vọng Với những lời hứa hoang đường Ngược lại bà phải chu cấp cho ông ta tiền bạc Và cuộc sống đầy đủ bằng chính những đồng tiền mà bà đã thu được từ lợi tức hoa màu của nhà họ Lê. Bây giờ bà Dung yêu cầu bà phải bàn ra công việc ấy và toàn bộ số tiền thu được thì bà biết lấy ở đâu ra. Bà vẫn muốn gặp lại ông Sáu Chính, dù chỉ là một lần, nhưng biết tìm ở đâu. Sở dĩ bà tiên lời bà Dung nói bởi những vết máu trong phủ cùng với sự biến mất một cách bất ngờ của ông ấy. Giờ đây ông ta đã trở thành tàn phế, bà vừa đau vừa hận. Bà đau vì ông ta đã lừa bà, còn bà hận vì mình là một người đàn bà dại Ham nhục dục nên đã phản bội chồng Để rồi bây giờ phải chịu một kết cục như thế này Ngày xưa Bà là một cô gái nghèo Thì bây giờ cũng chỉ là một người đàn bà tay trắng Bà cũng chẳng còn mặt mũi nào Để trở về phủ nữa Hai cha con đều im lặng Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng Trọng Hưng rất muốn hỏi ông xỉu về thân thế của mình Nhưng thấy ông ta Đang trong tâm trạng đau buồn Thì anh dừng lại bỗng có tiếng lao xa bên ngoài làm hai người chú ý đến giọng nói của một ai đó tội nghiệp bà chủ quá đang nằm ngất ở bên đường mặc dù cơn giận mới đó còn chưa nguôi nhưng nghe thấy vậy ông xỉu vội đứng dậy đi ra ngoài thấy vậy trọng hưng liền hỏi ba định đi đâu ba đi tìm bà ấy con đi với ba cũng chẳng cần phải suy nghĩ hay nói một lời gì đó để ngăn cản ông xỉu mà trọng hưng đã đồng tình với quyết định của ông mà dù không biết quyết định đó là đúng hay sai Bởi vì anh biết Cái tình trong con người và cái nghĩa của một đời vợ chồng nó sai dứt lắm Hận là vậy Nhưng không thể nói bỏ là bỏ được ngay Theo hướng những người làm chỉ Hai cha con đi một đoạn thì thấy bà Hạnh đang nằm trên vệ cỏ bên đường Hai bàn chân đỏ tấy dớm máu Ông xỉu xúc động Bà ơi Thế ba xúc động cũng không đứng vững Mà hai tay đưa ra run run muốn đỡ vợ dậy Hưng kéo cha lại rồi nói Bà để con gọi người làm đưa bái về Mong con hiểu cho cha Nhìn bà Hạnh nằm trên giường với gương mặt tái nhợt đi Ông xỉu thì đang xoa bóp dầu cho vợ Anh lặng lặng đi ra ngoài rồi khép cửa lại Lưỡng thững đi như người mộng xô Mà anh cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng Nhiều khi anh tự hỏi Tại sao đồng tiền lại quan trọng đến thế Tại sao cũng vì tiền Mà con người trở nên lọc lửa cháo trở cái con người trong mỗi người đã bị biến chất đi đâu hết rồi Mà thay vào đó chỉ là những con dã thú Cũng chỉ vì tiền Mà họ có thể làm tất cả mọi thủ đoạn Kể cả tội ác Chỉ để đạt được mục đích Đúng lúc đó bà Dung cũng vừa đi đến Với dáng vẻ hớt hải Có vẻ vội vàng Làm anh thắc mắc Dì sì đi đâu ạ? À? Có chuyện gì phải không? Con với cậu Tâm trông coi phủ Dì sì đi một lát linh tính đã xảy ra chuyện gì đó nên hưng vội kéo tay dì dung lại giọng khẩn khoản dì đừng giấu con có phải là em ngọc gặp chuyện gì không bà dung khẽ gật đầu rồi bước đi với dáng vẻ sồi xoã thấy thế trọng hưng vội chạy theo năn nỉ chỉ cho con đi với con muốn gặp em ấy không ngờ dì dung quay lại quát lên gặp bị làm gì hay làm rắc rối thêm ở nhà cùng cậu tân trông coi phủ cho tôi sao dì lại quát con nhưng bà Dung không trả lời mà đi luôn Trọng Hưng không hiểu chuyện gì Mà tại sao dì Dung lại quát mình Anh muốn được quan tâm em gái Mà cũng không được hay sao Anh bỗng thấy mình thật là vô dụng Từ bé đã được nuông chiều Mà không bao giờ phải lo lắng gì Đến bây giờ khi phủ gặp chuyện Thì anh lại trở thành gánh nặng cho mọi người Bỗng ai đó từ phía sau vỗ vai Làm cho anh giật mình quay lại Thì thấy cậu Tân đang nhìn mình cười Thế trọng Hưng có vẻ buồn Khi cố nở nụ cười méo sạch Thanh đã hiểu bạn mình đang có tâm sự Hai người ngồi ở gốc cây để trò chuyện Càng nghe Tân kể về cuộc đời của mình Càng làm cho Hưng cảm phục nhiều hơn Anh bỗng ước gì mình được như cậu ấy Anh ngập ngừng Tôi muốn học võ Một thoáng ngạc nhiên Tân cười Lại có tâm sự phải không Tôi thấy mình vô dụng quá Đâu phải cứ học võ mới là người không vô dụng mà đó cũng chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe thôi Người được cái này thì lại mất cái khác Miễn sao là mình phải cố gắng Sống thiện lương và làm những việc có ích Như chợt nhớ ra điều gì Cậu Hưng hỏi Ủa Bà Hân đi đâu mà mấy ngày rồi không có thấy Ngầm ngừng một hồi Cậu Tân kể cho anh nghe chuyện xảy ra đêm đó Cái đêm mà đoán rằng Ông chính sẽ đột nhập vào phủ để bắt cóc anh Nhưng chẳng hiểu thế nào Mà cô Ngọc lại đến phòng của Hưng làm gì Đúng lúc đó thì ông chính đến và bắt cô đi rất nhanh Mà chắc vì vội vàng Nên ông không phân biệt được người bị bắt là ai Tân và Hoạt được phân công Đón chặn ở phía ngoài nơi lối thoát của ông ta Nhưng khi hai người phát hiện ra Ông ta đang vác một người nên định đi ra tay Thì nhận được ám hiệu của bà Dung nên dừng lại Chính cậu Tân cũng không hiểu vì sao Khi ông ta vừa phi thân ra khỏi bức tường phủ Thì cậu Hoạt cũng lao theo Sự việc xảy ra quá nhanh nên anh không kịp ngăn lại Theo như lời cậu Hoạt Thanh đuổi theo ông ta đến một cánh rừng Cách xa phủ thì dừng lại Ông ta đặt người kia xuống Rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm Sở dĩ cậu Hoạt không dám ra tay Bởi vì sợ nguy hiểm cho người kia Nếu ông ta biết Có một người đến cứu và bại lộ Khi ông chính đi rồi Thì cậu Hoạt mội vội mở huyệt Cho người đó Và sừng sốt nhận ra đó chính là Bích Ngọc vì bị điểm huyệt Sức khỏe của Bích Ngọc rất yếu Hiện nay Bảo Hân đang chăm sóc Việc hôm nay dì Dung nhận tin rồi vội vàng đi ngay Thì chính anh cũng không biết là chuyện gì Thật là khốn nạn Ông ta phải chết Bây giờ ông ta đã bị phế võ công Và trở thành người tàn phế Thì dù còn sống cũng chẳng khác nào đã chết Tội nghiệp con Ngọc quá Không biết xuống phòng tôi để làm gì nữa Theo mọi người đoán Thì rất có thể Cô ta đến để báo cho anh âm mưu của ông chính Nhưng không ngờ rằng Đây là nạn nhân thay thế cho anh Làm sao nó lại biết được chứ Bà Hạnh đã nói cho con gái biết âm mưu của ông chính Và đêm đó sẽ vào phủ bắt cóc anh Trọng Hưng im lặng Anh thấy mình vì mình mà bao nhiêu người phải chịu liên lụy Anh nói với cậu Tân Nhưng cũng là nói với chính mình Cậu cho cô ấy vượt qua Mình sẽ chăm sóc cho cô ấy nhưng không ngờ khi nghe được anh nói như vậy Thì cậu Tân lại cười Không đến phần anh đâu Cậu Hoạt tình nguyện rồi Cái gì Cậu Hoạt với Bích Ngọc Tân cười gật đầu Đúng rồi Duyên trời định mà Vậy tốt quá Chỉ mong sao hai đứa thành đôi Người làm anh này nhất định sẽ ủng hộ Mãi luyên thuyên Mà không thấy cậu Tân trả lời Trọng Hưng giật mình quay lại Thì thấy cậu ta đang cúi mặt buồn bã hiểu ra điều gì nên anh vỗ vai cậu ta rồi cười. Cậu hoạt chinh phục được người không có võ thuật sẽ dễ hơn người giỏi võ. Thật tình khi quen và tìm hiểu bảo sâu, thấy bảo hân mạnh mẽ mình cũng ớn nhưng cậu thì lo gì? Nhìn như cô ấy che tôi nghèo. Cậu nghĩ linh tinh gì thế? ở đây làm gì có chuyện giàu nghèo phải kiên trì chinh phục người anh này cũng sẽ ủng hộ cả hai người bỗng có tiếng hét lên từ trong phòng ông xỉu làm hai người vội vàng chạy đến vì cửa đã chốt nên bắt buộc cậu tân phải phá cửa hai người vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt tay bà hạnh đang lăm lăm cây gậy vụt lấy vụt để vào người của ông xỉu còn ông xỉu thì đang ôm đầu lăn lộn dưới đất bà ta vừa đánh vừa chửi mày lừa tao trả tiền cho tao trọng hưng định tiến đến giật lấy cây gậy trong tay bà ta thì cậu tân hét lên anh đưa ông xỉu ra ngoài còn bà ta để tôi Giờ không ai biết cậu Tân làm những gì Mà tiếng bà Hạnh đang gào thét Bỗng im bặt Sau đó cậu ấy đóng cửa đi ra ngoài Lúc này Hưng đang cho cha uống thuốc Ông xỉu gương mặt vẫn còn sừng sốt Miệng lắp bắp Bà ta bị điên rồi Bà phải hết sức cẩn thận đấy Bà ta không còn tỉnh táo Nên nhiều khi gây án cũng không biết Bà ta nói ba lấy tiền của bà ấy Bà đã nói là ba không lấy Nhất định bà ta bắt ba phải đưa tiền Sau khi cho ông xỉu nằm nghỉ Cậu Tân kéo anh nhanh ra ngoài Khi anh chưa hết ngạc nhiên Thì cậu Tân nói Bà anh không bị điên Sao cậu biết Nhìn mắt người điên khác với người bình thường Bà ta đóng kịch sao Đúng Nhưng để làm gì thì chưa biết Tôi đã điểm huyệt nhốt bà ta ở trong Khoảng 2 canh giờ Huyệt sẽ tự mở và bà ta sẽ trở lại bình thường Tội cho ba tôi thôi cậu tân mắt nhìn xa xa gương mặt trầm ngâm nói tôi lại nghĩ là anh có thể bà ta gây sức ép cho ông xỉu để anh vì thương cha mà chia tài sản cho bà ấy nhưng đó cũng là giả thiết thôi nhưng dù sao chúng ta cũng không được phép chủ quan tôi sẽ chia cho bà ấy chỉ mong ba tôi được yên nhưng câu nói của anh chưa dứt thì một tiếng quát ngay sau lưng làm cả hai người đều giật mình của đâu mà cậu có quyền chia Quay lại thấy bà Dung đang đứng ngay sau lưng mình Làm cả hai người bối rối Hưng ấp úng Con thấy mệt mỏi lắm rồi Một cái tát của bà Dung ngay vào mặt Làm trọng hưng loạn trọng suýt té Anh ôm mặt ngạc nhiên Dì Dung Sao dì lại đánh con Tôi quá thất vọng về cậu Tôi đánh cậu để cậu tỉnh ra đấy Cậu làm được cái gì hả Hễ gặp khó khăn là đầu hàng Tôi thất vọng quá Con sai rồi Con xin lỗi xin lỗi gì ở đây vào phòng thờ quỳ giữa bàn thờ gia tiên mà tạ lỗi đi nói xong bà dung cũng quay người đi ngay phải kín đáo đưa tay lau vội dòng nước mắt đang chảy xuống đúng như cậu tân nói bà ảnh không hề bị điên mà bà ta nhân cơ hội này đi lang thang trong phủ mục đích là dò la tin tức của con gái và tài sản của nhà họ lê chợt thấy cửa phòng đang mở bà ta vội tiến vào để không phải vái lại tả tội mà bà muốn hỏi bà mẹ ông xỉu Tại sao lại đối xử với bà ta như vậy Dù sao bà cũng đã lấy ông xỉu Thì cũng là con sâu Vậy mà để một bà quản xa như bà Dung Xúc phạm Làm bà tổn thương như vậy Thật là không công bằng Chợt có tiếng nói bên trong Giống như tiếng của Trọng Hưng Bà vội nấp vào một chỗ để lắng nghe Hưng đang cúi dạp mình xuống hối lỗi Anh vừa nói như vừa thủ thì tâm sự Nhưng cũng có nhiều uẩn khúc muốn được giải bày Bà nội ơi Con là Trọng Hưng đây Con xin lỗi nội Vì con là một đứa cháu bất tài vô dụng và làm khổ mọi người Nội khôn thiêng phù hộ cho em Ngọc tỉnh lại Em mới bị người ta bắt cóc Và đánh trọng thương Con lại nội Xin nội phù hộ cho em vượt qua kiếp nạn này Bà hãy nghe được những lời nói trên Thì vô cùng sừng sốt Như vậy con gái bà vẫn đang còn sống Nhưng bây giờ bà đang không biết con ở đâu người cậu ta nói Là con Ngọc chưa tỉnh lại bà muốn gặp con nhưng bây giờ phải làm sao sợ bị lộ nên không cần nghe tiếp cậu hưng nói những gì bà hạnh bộ lèn ra ngoài vừa đi vừa hát nghêu ngao như một người mất trí bà lang thang ngoài vườn xong tiến dần ra cổng bà ấy hoa bắt bướm mục đích để bám theo mấy người trong phủ để điều tra xem con gái bà đang ở đâu bà chợt nhớ đến bảo châu vợ của trọng hưng đã vắng nhà mấy ngày nay cô ta đi đâu chứ có bao giờ bà dung sai cô ta đến chăm sóc bích ngọc hay không Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bà cho rằng Mấy người dù đang cứu con của bà Nhưng ở tình huống này Thì tỉnh ngay Lý Gian Rõ ràng mấy người đang bắt cóc con bà Chứ không phải là ai khác Việc đổ tội cho ông chính Chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi Những ngày sau đó Bà thấy chiều nào bà Dung cũng đi ra đi ngoài Khoảng 2 canh giờ mới về Nên bám theo Bởi bà đoán chắc rất có thể bà ta đang tiếp tế cho con Bảo Châu rồi cuối cùng bà ta cũng biết được nơi mà cậu Hoạt và Bảo Hân đang chăm sóc cho Bích Ngọc Bà Hạnh chắp tay cạp tại trời đất đã phù hộ cho gia đình của bà Bà vui vì con gái của bà còn sống Bà vui vì tình thế có thể đổi chiều Bà chưa việc gì phải sớm lên tiếng Bích Ngọc đã tỉnh nhưng cô im lặng khi nhìn thấy người đang cứu mình Lại chính bản là người mà cô căm ghét và ganh tỉ Miệng cô còn cứng chưa nói được Nhưng vào lúc này nếu được nói thì cô sẽ không cảm ơn mà còn trách họ tại sao lại không để cho cô chết đi còn cứu làm gì chứ trước khi xảy ra chuyện thì bà hân cũng rất ghét bích ngọc nhưng nay nhìn thấy cô ta gặp nạn và người gây ra chuyện này lại chính là người mà cô ta gọi là cha ruột thì lại cảm thấy tội nghiệp cho cô ta khi nghe dì dung nói cô đến chăm sóc cho cô ta thì bà hân cũng định từ chối nhưng ngặt nỗi ở đây toàn là nam giới sẽ không tiện để chăm sóc cho một cô gái Cực chẳng đã nên cô đã đành nhận lời Thế nào rồi? Cô cố gắng lên nhé Tiếng của anh Hoạt động viên Bích Ngọc Làm bảo hơn cắt ngang dòng suy nghĩ Chỉ cần nhìn thoáng qua là cô biết anh Hoạt có tình cảm với cô ta Nhiều lần cô bắt gặp anh đứng nhìn cô gái Rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà như đang cố gắng nuốt dòng lệ vào trong Bích Ngọc không trả lời mà quay mặt vào tường bà Hân biết rằng cô ta cũng đang khóc cô hiểu tâm trạng của bích ngọc lúc này có ai ngờ được người cha mà cô tôn thờ và cũng đã có lúc nghe theo lời dụ rỗ của ông ta mà thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhưng cô không ngờ ông ta lại có ý định giết chết trọng hưng nếu đêm đó người mà ông ta bắt đi không phải là cô mà là trọng hưng cô còn nhớ mẹ cô nói rằng ông ta chỉ bắt cóc trọng hưng đưa đi nơi khác chứ tuyệt đối không làm hại anh vậy việc ông ta đã ra tay với cô là gì Bích Ngọc cảm thấy dùng mình và kinh tởm Với những con người mang danh tiếng là giỏi võ Nhưng không để giúp người Mà là giết người yếu thế hơn mình Chỉ để thỏa mãn lòng tham Bảo Hân nháy mắt cho anh Hoạt Hãy để yên cho Bích Ngọc nghỉ ngơi Bởi cô ấy sức khỏe còn yếu Và cần thời gian để ổn định tinh thần Hai anh em vừa bước ra ngoài Thì ngạc nhiên khi thấy ông xỉu và bà Hạnh Đang đứng chắn ở ngay cửa Bảo Hân lùi vào trong Để bảo vệ Bích Ngọc không muốn cho hai người kia vào Nhưng dường như bạn đã đoán được ý định của cô Nên xông tới Anh Hoạt ngay lúc đó vội lao tới Để ngăn lại Nhưng thật không ngờ ông xỉu lại túm lấy áo của anh kéo lại Tình huống này Bà Hân đành phải lộ diện Để ngăn bà ta Mà dù bà ta là mẹ của cô gái Cô mạnh tay đẩy bà ta ra ngoài Làm bà hạnh ngã sóng xoài trên mặt đất Chỉ chờ có vậy Bạn nhìn ông xỉu khóc toáng lên Ông thấy chưa Ông thấy tụi bắt cóc chưa Con mình đang ở chỏng đấy Ông vào cứu con đi Cả ba người đều ngỡ ngàng Bà ta xảo quyệt đến như vậy Đúng là cái loại đàn bà khắp lửa bỏ tay người Phụ công ơn người ta cứu giúp con của mình Mà vụ oan giáng họa cho người ta Thay người có tội Ông Sửu vẫn nửa tin nửa ngờ từ từ đi vào Khi nhìn thấy Bích Ngọc đang nằm trên giường Ông nức nở Con ơi Mở mắt nhìn thấy ông Sửu Bích Ngọc mấp máy môi như muốn nói điều gì Nhưng chưa thể nói được Hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống Bảo Hân và anh Hoạt vẫn đứng yên Nhìn hai cha con ông đang vô cùng xúc động Bà Hạnh thấy vậy Cũng vội lao đến, gào lên thảm thiết Con ơi, tội nghiệp con tôi Mẹ không ngờ bọn chúng Lại khốn nạn bắt cóc con như vậy Nhất định mẹ sẽ không để cho chúng được yên Nhưng thật không ngờ Vừa nhìn thấy bà Hạnh Thì Bích Ngọc vô cùng hoảng sợ Cô co rúm người lại và lấy tay che mặt Lúc này ông xỉu vội quát vợ ra ngoài Nhưng bà Hạnh không nghe Mà lại cố tình xông tới Bà Hân thấy vậy vội lao đến Dơ tay chặn bà ta lại Yêu cầu bà đứng lại Không ngờ khi cô vừa lên tiếng Thì bà Hạnh dơ tay định đánh Miệng gào thét Mày là ai Trong nó sờ sờ ra đó Mày hẹn hỏi sống chết với thằng Tân Để đến thằng Hoạt hay sao Khi tao chưa lên tiếng Thì tốt nhất là mày câm cái miệng lại đi nhưng mà ta không hề biết rằng đây chính là Bảo Hân Chứ không phải là Bảo Châu Cô thẳng tay Tát một cái thật mạnh vào miệng của bà ta Khi đang nói Làm gãy răng và chảy máu đầm đìa Bà anh lại càng chu chéo Ôi ông Sửu ơi Cái đứa con dâu mà ông khen hiền lành đây Nó giết tôi rồi Cả Hoạt và Hân đều không thể ngờ được Người thay đổi lại chính là ông Sửu Thấy vợ mình như vậy Ông không can ngăn Mà lại hùa theo vợ Chỉ vào mặt của Bảo Hân mà chửi mày hỗn láo dám đánh cả mẹ chồng sao gọi thằng hương ra đây cho nó chứng kiến mọi việc để tống cổ mày về quê ở nhà tao không có cái loại con dâu mất dạy như thế bảo hân nhìn vợ chồng ông xỉu cười mỉa mai ông bà mở to mắt ra mà xem tôi là ai suốt những ngày tháng qua được chứng kiến sự độc ác tàn nhẫn của mấy người tôi mới cảm thấy thương cho chị bảo châu câu nói của bảo hân làm hai ông bà vô cùng ngạc nhiên ông xỉu há miệng ấp úng Cô... cô vừa nói cái gì? Cô không là Bảo Châu thì là ai? Bất ngờ bà Dung cũng vừa nghe đến Chọn câu hỏi của ông Xỉu Bà dặn từng tiếng Tại sao ông lại ở đây? Theo ông Xỉu ấp úng bà Dung nói tiếp Không trả lời được phải không? Thật tình tôi nể lời bà chủ Mà xem ông như người nhà Hết lòng chăm sóc cho ông Nhưng đã 5 lần 7 lượt Ông vẫn không nhận ra đâu là đúng đâu là sai Mà đi ủng hộ bao che Cho những cái sai của người đàn bà này mà dù ông biết mười mươi Mà ta đã lừa dối rất nhiều lần Nhưng vẫn nhu nhược bỏ qua Vậy bây giờ ông cũng chỉ có một con đường Đi theo bà ta lại ở lại phủ Nghe bà Dung nói như vậy Ông Diều cũng chưa kịp trả lời Thì bà Hạnh sấn sổ lao vào định ăn thua đủ với bà Dung Nhưng bà Châu đứng gần đó đã lấy chân gạt cho bà ta té sấp mặt xuống đất Bà Dung nói tiếp Sao? Ông nói gì đi chứ? Ông Diều đúng túng Chưa nghĩ ra được câu gì để nói bởi vì ông không biết đâu là thật đâu là giả bà dung nói bà hạnh vợ ông ngoại tình và bích ngọc không phải là con ông mà là con của ông chính nhưng tại sao ông chính lại bắt cóc con của mình trong khi đó vợ ông lại nói bà dung là chủ mưu bắt con gái ông để cậu hưng không phải chia tài sản bây giờ chính mắt ông nhìn thấy con gái ông đang bị mấy người bắt đi và đang nằm ở đó vậy thì ai đúng ai sai bà dung có làm quá không khi ép ông phải chọn một con đường từ nào tới giờ ông đều nhường nhịn và không can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở trong phủ Mà để bà Dung toàn quyền quyết định Nhưng bây giờ bà ta ép ông phải chọn vợ con hay ở lại phủ Ông già rồi rất cần có vợ con bên cạnh Ông là con trai của mẹ Mà dù không làm được gì đi chăng nữa Thì bà ta cũng không có quyền gì mà đuổi ông ra ngoài Thấy chồng cứ ngồi im không nói gì Bạn vội đến lai lai tay của chồng Ông xỉu, ông sao thế? Bà ta đặt cái thá gì mà có quyền ra điều kiện với ông chứ Ông xỉu như sực tỉnh khi nghe lời vợ nói Ông cứ như một cái máy quay về phía bà Dung Tại sao tôi phải trả lời Phụ này là của mẹ tôi thì cũng là của tôi Bà có quyền gì mà ra điều kiện với tôi Tôi có gia đình tôi tôi phải chọn vợ con Chính bà mới là người phải rời khỏi phủ đấy Thấy ông xỉu trả lời có vẻ gay gắt Bà Hạnh hùa theo Đúng rồi Tống cổ bà ta đi Phụ này có thiếu người đâu Mà giữ một bà già như bà ta làm gì chứ Bà Dung im lặng Nhìn ra ngoài như muốn chở một ai đó Thấy vậy Bà lại tưởng là bà Dung sợ Nên nói tiếp Sao? Sợ rồi phải không? Tôi đã nói là bà cũng nên biết thân biết phận của mình đi Ngày trước bà còn trẻ còn làm được việc Bây giờ già rồi Nếu tử tế thì còn bố thí cho miếng cơm Còn không biết điều thì như cái rẻ nùi Rẻ ném ra đường mà thôi trọng hưng cũng vừa tới nghe thấy vậy thì quát lên bà kia bà vừa nói ai là nùi rẻ tôi nói con mẹ quản gia già này chưa ai vào đây nữa mày cũng nên sáng mắt ra đi con ạ à. ở đời làm gì có chuyện người làm lại qua mặt chủ chứ thật là nực cười lúc này bà dung mới rút từ trong túi ra một quyển gia phả bà bắt đầu nói đây chính là gia phả của dòng họ lê mà trước khi qua đời bà chủ đã giao lại cho tôi có đầy đủ văn bản với chữ ký Ai muốn xác minh chữ ký của cụ thì xin mời Không chỉ vợ chồng ông Sửu Mà ngay cả Trọng Hưng cũng vô cùng ngạc nhiên Bà Dung tiếp tục gọi cậu Hoạt và Bảo chân lại gần làm chứng Khi mọi người không ai có ý kiến Thì bà Dung bắt đầu đọc Trong nội dung ra vả Thì Trọng Hưng là cháu nội đời thứ 6 Con ông Lê Trọng Hải và bà Vũ Thị Dung Thì không có tên của ông Sửu Bà Hạnh nhảy cẫng lên phản đối Bà Dung bây giờ nét mặt hết sức nghiêm sang rút tiếp ra một tờ di chúc và đọc trong di chúc ghi rõ ông lê hoàng xỉu là chàng trai mồ côi được bà chủ nhặt về phủ nuôi lúc khoảng hơn 14 tuổi Như người nhỏ thó lúc đó ông xỉu ốm yếu không những bị dịch đậu mùa đã còn mắc phải bệnh quay bị nằm ở bên vệ đường nhưng bà chủ thương tình mang về phủ chữa trị và bà lấy luôn cho họ lê đặt tên là xỉu Năm ông 18 tuổi thì ông gặp và quen bà Hạnh Vì biết ốm yếu lại không thể có con Nên bà chủ khuyên ông không nên lấy vợ Mà ở phủ cùng với bà Dung Chăm sóc cậu chủ cho tốt Nhưng lúc đó ông đưa bà Hạnh về ra mắt Và nói rằng bà Hạnh đã mang thai 2 tháng Biết là bị lừa Nhưng bà chủ vẫn cứ chấp nhận đứa bé Vì theo như lời bà nói Thì đứa trẻ không có tội Để có tiền sinh sống Thì bà sao cho vợ chồng ông Được thu tiền hoa lợi của dòng họ Lê mà không phải đóng góp bất kỳ một khoản nào cho phủ. Với số tiền đó thì gia đình nhà ông Sửu cũng có một cuộc sống dư giả. Trong khi hai vợ chồng ông Sửu chết lặng không nói được một lời nào, thì Hưng như biết tất cả, anh đứng dậy đi về phía bà Dung, ôm lấy bà nghẹn ngào. "Mẹ ơi." Bà Dung ôm lấy con trai rồi hỏi, "Con còn nhớ ngôi mộ phía sau mộ bà nội không?" Đó chính là mộ của ba con Ông Lê Trọng Hải Mới sao ba con lại qua đời hả mẹ Năm đó dịch đậu mùa tràn lan khắp nơi Ba mẹ mới lấy nhau được một năm Thì ba con nhiễm bệnh và qua đời Lúc đó mẹ có thai con mới có ba tháng Bà nội vội gửi mẹ về quê Bình Định Để sinh nở tránh dịch Và mẹ ở đó gần 10 năm Đến khi bà nội yếu thì mẹ mới trở về phủ Chăm sóc cho đến khi nội qua đời Ông xỉu như chết lặng Ông còn nhớ khi ông được ông bà chủ mang về phủ Thì chỉ có mình ông và cậu chủ Trọng Hưng lúc đó khoảng 2 tuổi bởi vì bà chủ không nói nên ông ngỡ cậu Hưng Chắc cũng được bà chủ nhặt về nuôi giống mình Nên cũng không quan tâm Bởi vì Phần vì ông không muốn nhắc đến nguồn cội của mình Phần vì cuộc sống ở phủ cũng đã mang đến cho ông một cuộc sống đủ đầy Rồi thời gian trôi đi Cũng không ai nhắc đến nữa Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng Bỗng cậu Hoạt diều bích ngọc đi ra Làm ai cũng hốt hoảng Nhưng cô đã ra hiệu cho mình được nói Bằng giọng thều thảo ngắt quãng Bích Ngọc định quỳ xuống trước mặt bà Dung Nhưng cậu Hoạt đã nâng cô dậy Đồng thời bà Dung cũng nói Cô cứ ngồi trên ghế Muốn nói gì thì cứ nói Bích Ngọc chắp tay trước mặt Nói từng câu nghẹn ngào đẫm nước mắt Con xin bà tha cho mẹ con Đừng đuổi mẹ con ra khỏi phủ Bà ấy già rồi Chẳng biết đi đâu Cậu Hoạt nghe vậy vội ngắt lời Con không đồng ý Nhân có ba mẹ ở đây con xin phép được chăm sóc cho em Ngọc Con xin đưa ba mẹ về quê phụng dưỡng Bà Anh như chết đuối vớ được cọc Vội trở lại nói dối rít Được được mẹ đồng ý Ông xỉu nói với bà Dung và Hưng Tôi cảm ơn bà chủ đã nuôi dưỡng Cũng như sinh ra tôi lần thứ hai Thôi thì bây giờ bà Hạnh cũng đã nhận ra đúng sai Mà quay về chăm sóc chồng con Vợ chồng tôi xin lỗi chị trong thời gian qua Cho phép tôi được về quê cùng với con gái Trọng Hưng xúc động ôm lấy ông xỉu nghẹn ngào Dù ba ở trong phủ hay ở đâu Thì ba vẫn là ba của con Nếu có khó khăn gì Ba cứ gọi cho con nghe ba Ông Diệu gật đầu Hai hàng nước mắt đã chảy ra từ khi nào Làm cổ hỏng của ông tắc nghẹn Không nói được câu gì nữa Nắng đã lên Khắc phủ như được khoác lên mình một chiếc áo mới Trọng Hưng buông tay ông Diệu Đi lại ôm lấy mẹ Từ nay anh đã có đủ cả cha lẫn mẹ Anh phải nhanh chóng đi đón vợ về để cùng hưởng một niềm vui gia đình trọn vẹn. Các bạn khán giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.